Hòa Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà mình trở lại với kênh Sức Khỏe 60 giây nha. Hôm nay Hòa Sơn tiếp tục giới thiệu cả nhà mình một mẫu máy đo huyết áp mới của Omron 2020 ha. Thì cái dòng này rất là nhiều người xài tại vì giá nó ở tầm trung. Ví dụ giống như cái dòng phổ thông rẻ tiền thì nó tầm dưới 1 triệu ha, 800-900 ngàn. Còn dòng này nó là 1.450.000 giá bán lẻ trên hộp nè. Còn có những dòng cao cấp hơn lắp ráp tại Nhật thì tầm khoảng 1.9 triệu, gần 2 triệu, hoặc là cao cấp hơn nữa là tầm gần 3 triệu. Thì cái dòng này là dòng đầy đủ chức năng của dòng cao cấp rồi, và giá nó cũng nằm ở giữa nên là được nhiều người lựa chọn ha. Tại vì cái máy đo huyết áp á, là mình bảo hành 5 năm nhưng mà mình xài kỹ cả chục năm lận, nên là cả nhà mình quyết định lựa một cái nào mà nó phù hợp để mình sau này mình khỏi phải mua trở lại. Nếu mà cả nhà mình muốn tham khảo cái cách lựa chọn máy đo huyết áp á, thì xem lại các video trước của Sức Khỏe 60 giây nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử tham khảo cái mẫu máy này có gì mới. Rồi đây là màn hình nó khá là rộng ha. Đây cả nhà mình xem, ở trên là huyết áp tâm thu nè, huyết áp tâm trương và nhịp tim. Rồi nút đo và tắt ở chỗ này. Ngoài ra nó còn có những cái nút là cài đặt ngày giờ và bộ nhớ, xem lại bộ nhớ nha. Và ở đây là cái dòng quấn tạo khuôn sẵn, nó giống như cái dòng máy đo huyết áp ở bệnh viện. Dòng máy đo huyết áp bệnh viện cái khuôn nó rất là cứng nè, mình thọc tới đây vô mình đo thì sẽ ít bị cái ảnh hưởng ở bên ngoài, ít bị sai lệch. Thì cái dòng khuôn này nó cũng cứng, cũng tương tự như vậy đó. Rồi bây giờ mình khui ra thử nha. Rồi đây là mẫu máy, màn hình cũng khá là rộng ha. Thì đây là hàng linh kiện Nhật lắp ráp Việt Nam nha. Còn linh kiện Nhật lắp ráp ở Nhật thì nãy em có giới thiệu cái mẫu đó là nó gần 2 triệu. Trong những video trước thì em có hướng dẫn các dòng máy khác rồi, cả nhà mình có thể quan tâm thì mình tham khảo thêm. Rồi đi theo máy thì mình có một cái bao để mình đựng cái máy thì mình có thể xách theo. Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, phiếu bảo hành. Tại vì cái này về Việt Nam thì chắc chắn là có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt rồi ha. Rồi. Đây là vòng khuôn tạo sẵn, nó rất là cứng nè. Rồi bây giờ cả nhà mình cùng tham khảo nha. Cái này là cái hộp pin có 4 pin. Đây là pin 2A nha. Trong những video trước, lần nào sử dụng với thiết bị y tế, Hòa Sơn cũng nhắc là mình mua pin tốt, pin khô, hiệu nào cũng được, Panasonic, Maxell hay là Toshiba, như nào cũng được, Energizer, mà những dòng pin mắc một chút để mình lỡ mình để quên trong đây không bị cháy pin hư máy nha. Còn những cái dòng máy rẻ, những dòng pin rẻ tiền á, có thể nó sẽ xài không được, nhưng mà nếu nó xài được thì nó mình xài xong mình nên lấy ra, không có để quên trong đây. Vài tháng nó cháy pin thì rất là tiếc, tại máy mình xài rất là kỹ cả chục năm nha. Rồi pin á thì mình có thể mua cái cục nguồn mình cắm vô mình không xài pin, chứ này không phải là pin sạc nha. Thì cả nhà mình có hỏi là cái cục mà cắm rời ngoài tại sao nó không sạc được. Cái đó là cắm để thay pin. Ví dụ như ông bác sĩ một ngày đo rất là nhiều bệnh nhân thì xài cái đó vừa tiết kiệm pin mà mình khỏi phải di chuyển tới lui, khỏi thay pin. Nhưng mà nếu mà gia đình mình thì nếu mà ở quê thì mình có thể xài, còn ở Sài Gòn, ở thành phố thì mình có thể xài cũng được, không cũng không sao. Đây xài pin á, nó mình có thể ngồi ở bất cứ chỗ nào để khi đo nó thoải mái. Còn mình ngồi kế ổ điện thì cái cảm giác mình nó sẽ cảm thấy căng thẳng. Thì khi đo huyết áp thì tự động huyết áp mình nó lại cao hơn một chút, nó lại ra kết quả không có giống như chính xác giống như bình thường sức khỏe của mình nha. Và cái cách đo thì Hồ Sơn có chia sẻ rất là nhiều cách tại sao mà vô bệnh viện huyết áp lại cao, ở nhà đo huyết áp thấp. Thì có những video riêng mà Sơn hôm nay chỉ nói về cái này thôi, thì cả nhà mình có thể tham khảo thêm. Rồi bây giờ mình sẽ thử sử dụng cái dòng máy này nha. Mình bỏ pin vô nè. Xin lỗi. Mình dạo một vòng trước. Đây, bên trái mình có một cái chỗ để lỗ rất là lớn để mình cắm cái dây quấn vô ha. Rồi bên trên này là ghi là 6V DC nè, để mình cắm cục nguồn điện. Đó, nếu mà như cả nhà mình á mà mua hàng của Omron được thì nên xài, chứ hạn chế tối đa đừng có mua hàng không rõ nguồn gốc nha.
mặc dù là 6V nhưng mà điện áp nó sai, nó sẽ rất là dễ làm bị hư máy. Tại ở em ở bên trung tâm bảo hành nghe báo về rất là nhiều cái trường hợp bị xài nguồn sai đó. Rồi bây giờ mình bỏ pin vào mình thử nè. Mình xài một lần 4 viên pin này á, mình có thể đo được khoảng cả ngàn lần nữa, hoặc là một năm. Nên là mình cứ một bộ pin này, mình 4 bộ pin 200.000, mình xài được 4-5 năm. Mình khỏi phải mua cái cục nguồn để ngồi kéo điện. Rồi bây giờ đầu tiên á, màn hình nó hiển thị lên. Đây em sẽ cài đặt ngày giờ cho cả nhà mình xem nha. Rồi đây mình sẽ cài đặt ngày giờ. Đầu tiên là mình bấm vào cái đồng hồ nè, nó sẽ hiện năm tháng ngày giờ. Mình sẽ bấm xoay vòng, nó chớp chớp nè ha. Đây đầu tiên năm nè, mình tăng lên, tăng hoặc giảm ha. 2020 rồi ngày mình tăng, ví dụ tháng trước nha cả nhà mình thấy nè, cái này là tháng trước nè. Rồi mình bấm nhảy qua ngày và giờ ha. Cái này còn sơ ví dụ thôi, phút nè. Rồi xong rồi mình bấm tắt. Rồi mình bấm tắt thì đồng hồ nó vẫn hoạt động bên trong nha. Rồi đo và tắt là cái một nút này, mình bấm bên giữa, đừng có bấm trên hoặc dưới, lâu nó sẽ bị mòn cái nút giảm tuổi thọ, cứ bấm ở giữa. Rồi cài đặt ngày giờ thì bấm vào đồng hồ và bấm tiến hoặc lùi, rồi bấm nhảy ngày, tiến lùi ha, tháng, năm, giờ, phút. Rồi tắt. Rồi bấm vào bộ nhớ nè, bấm vào bộ nhớ để xem lại lần đo gần nhất của mình. Bấm trái và phải để xem trước hoặc sau nó. Rồi bây giờ mình thử đo luôn nghe. Cái dòng máy này thì chức năng của nó là gì? Để giới thiệu sơ cho cả nhà mình luôn, là nó sẽ có 60 lần nhớ ha. Ngày giờ đo, kiểm tra tim đập không đều và cử động khi đo nè. Có rất là nhiều chức năng đây. Cử động tim đập không đều, cử động khi đo, kết quả trung bình 3 lần đo gần nhất. Rồi bây giờ mình thử luôn nghe. Và cái dòng khuôn này là 360 độ, tức là mình có lỡ mình xoay trái xoay phải xíu nó cũng không có bị ít bị sai số hơn là cái dòng vẫn mềm. Ví dụ nè, mình mở ra. Hồi trước thì Hoàng Sơn có giới thiệu cả nhà mình, bây giờ mình cắm vào luôn ha, cắm vào đây, cắm mạnh vào. Nếu mà ở nhà mình xài thì hạn chế rút ra rút vô nghe, cứ để cố định như vậy để cho nó bền. Đối với những cái dòng quấn mềm á, thì mình cộng dây nằm giữa tay, quay ra cách 1-2cm nằm ở giữa tay. Còn cái dòng quấn này á, nó tạo khuôn nè, mình cứ móc vào rất là dễ dàng ha. Cái dòng quấn này nè, nó sẽ mắc tiền hơn kia xíu, mắc tiền hơn dòng mềm xíu. Nhưng mà mình lỡ mình có xây trái xây phải chút cũng không sao, tại vì nó là dòng khuôn cứng bên ngoài nên nó sẽ rất là hạn chế được rất là nhiều cái dao động bên ngoài, sai lệch ha. Rồi nếu mà áo mình mỏng á thì mình mặc luôn, còn nếu mà không thì mình có thể mặc áo ngắn tay ha. Cái này á, mình nên vệ sinh sạch, hoặc là mình mặc áo mỏng thì mình sẽ sử dụng cái dòng quấn này được khá là lâu, để nhiều khi mồ hôi mình ra đó, mình nó làm giảm cái tuổi thọ của dòng quấn. Rồi bây giờ mình đo nghe. Rồi, cả nhà mình xem nè, khi đo trước khi đo mình ngồi nghỉ 50 phút. Nhiều khi mình đang làm việc nặng gì đó, mình huyết áp nó sẽ lên, nó sẽ ra kết quả nhưng mà không có nói lên được cái sức khỏe của mình hiện tại nó như thế nào. Khi hai lần đo thì cách nhau 3 phút ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu đo nghe. Và mình nên đo cùng thời điểm trong ngày, tí xíu nữa Hoàng Sơn sẽ giới thiệu thêm. Bây giờ mình sẽ đo nè. Khi đo không nói chuyện, mình ngồi tầm khoảng 1 phút rồi ra kết quả ha. Nó sẽ bơm cao lên, nó siết cái tay mình lại, rồi nó xì xuống ra kết quả. Máy chạy khá là im. Rồi máy bắt đầu đo em. Thank you.
Rồi ra kết quả rồi ha. Bây giờ mình khi đo xong á, mình tháo cái vòng quấn ra cho nó thoải mái. Nãy Vân Sơn có nhắc á, là khi đo mình nên đo cùng thời điểm trong ngày. Tất cả các video trước em đều chia sẻ rồi. Bà con hỏi tại sao mà khi mình đo ở bệnh viện nó lại cao hơn ở nhà, và khi mà mình đo ở cái máy này mình nhảy ở máy khác lại đo lại khác. Tại huyết áp mình nó bơm liên tục, khi mà mình có cái gì đó mình làm việc thì nó sẽ bơm nhiều hơn để nó tăng lượng máu cho cơ thể. Rồi bây giờ mình sẽ thử xem lại bộ nhớ nha. Mình bấm vào cuốn sổ, nó hiện lên số 1, tức là lần gần đo gần nhất. Nếu mà số 2, số 3 là lần trước đó, và lần thứ 61 là lần xa nhất, là tự mắt nha. Rồi ở trên đây cả nhà mình thấy, đây là đồng hồ ngày giờ ha. Đây là huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và nhịp tim. Rồi giả sử em cho hiển thị lên tất cả các chức năng nè. Nếu mà huyết áp mình quá cao nó sẽ báo ở chỗ này. Tim đập không đều thì báo chỗ này. Cử động khi đo, vòng quấn sai tư thế, có nghĩa là gì? Khi mà đo mà hiển thị tim đập không đều, tức là tim mình có lúc nó đập nhanh, đập chậm bất thường. Nếu mà ra kết quả huyết áp rồi mà có thêm này thì mình nên để ý ha. Còn nếu không có thì mình bỏ qua. Cử động khi đo là khi đo mình nhúc nhích nói chuyện, và khi đo ra kết quả mà có thêm cái hình người lật đật này thì nên đo lại nha. Vòng quấn bị sai nè thì mình nên đo lại, cái kết quả này cũng có thể sai luôn. Ví dụ giống như nãy mình đo khi ra kết quả nè, không có hiển thị những cái nhỏ nhỏ bên cạnh, tức là kết quả này đáng tin cậy ha. Rồi nên là khi mình đo mình phải nghỉ ngơi thư giãn để cho mình có được cái kết quả chính xác nhất nha. Rồi mình nên đo cùng thời điểm trong ngày, ví dụ hôm nay đo buổi sáng, buổi chiều, buổi tối thì ngày mai cũng vậy, đo trúng cái thời điểm đó. Ví dụ huyết áp buổi sáng mình nó thấp mà tầm 1 giờ trưa nó lại cao ha, nên là mình nên đo cùng thời điểm để có được cái kết quả mình theo dõi nó dễ dàng hơn. Thì cái đó Hoàng Sơn chia sẻ ở các video khác rồi, cả nhà mình có thể tham khảo thêm. Hôm nay mình chỉ thử xem cái dòng máy thông dụng nhiều người xài của 2020. Rồi hôm nay chia sẻ cả nhà mình vài thông tin. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.